Ngày 27 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho hay vừa có văn bản gửi các ngành liên quan yêu cầu phối hợp xét nghiệm COVID-19 và tổ chức đưa người ngoại tỉnh trở về địa phương. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh yêu cầu Sở Y tế tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho người ngoại tỉnh đang cư trú tại TP. Đà Nẵng có nguyện vọng trở về địa phương, Đà Nẵng cũng xét nghiệm cho học sinh, sinh viên đến nhập học tại các tỉnh, thành phố khác dựa trên danh sách cụ thể do Sở LTBXZ Đà Nẵng cung cấp theo đề nghị của từng tỉnh, thành phố. Phó Chủ tịch Đà Nẵng cũng yêu cầu Công an TP, Đà Nẵng chỉ đạo, hướng dẫn các phương tiện vào thành phố, phối hợp chọn địa điểm tập kết bảo đảm an ninh trật tự nếu các tỉnh tổ chức đón tại Đà Nẵng. Trong diễn biến liên quan, Sở LTBXZ Đà Nẵng thông tin, 17 giờ ngày 27 tháng 8 là hạn cuối để người ngoại tỉnh tại Đà Nẵng đăng ký nguyện vọng trở về địa phương thông qua các kênh mà Sở đã thông báo. Cụ thể, người dân có thể gọi số tổng đài 023-61022, đăng ký tại đường link https://foams. go.k3kwd5htendtusu5 hoặc tại website của Sở LTBXZ, địa chỉ https://ldtbxz.danang. gov.vn, mục đăng ký hỗ trợ công dân đang ở Đà Nẵng về các tỉnh, thành phố.